Hiền Thục bất ngờ gửi tâm thư đầy xúc động khi phải xa con gái khiến ai cũng xót xa. Nhắc đến Hiền Thục, nữ ca sĩ đình đám một thời, nhiều người bất ngờ khi cô quá trẻ so với độ tuổi 38. Không chỉ vậy, Hiền Thục còn có một cô con gái lớn và đặc biệt không hề vướng bận đến những ồn ào tình ái như nhiều người đẹp khác. Nữ ca sĩ sinh năm 1981 rất thân thiết với con gái Gia Bảo. Mỗi lần xa con gái với Hiền Thục là điều cực kỳ tồi tệ. Hiện bà mẹ đơn thân đang có chuyến lưu diễn dài ngày tại Mỹ. Từ nơi xa xôi, cô không quên viết tâm thư gửi con gái. Thư cho Bảo, mẹ đi bộ 31 phút hôm qua, từ nhà đến hớp gần nhất khoảng 2,1 km. Cả ngày dường như chỉ cắn hạt dưa dài cho đến tối. Tự dưng không muốn ăn gì, hoặc có khi đã vừa qua ngày, mặt trăng nên mẹ bớt ăn hẳn lại. Nhưng khoảng 7 giờ, đói, mẹ đi ăn một chén canh khoai mỡ và ba cục sườn non nhỏ. Xong thì bụng ọc ạch thở không nổi. Ngồi tí mệt quá nên dùng ý chí lách bộ ra siêu thị. Ở đó mẹ đi dạo gần hết cái chợ. Lần đầu tiên mua cho mình thực phẩm để nấu bữa sáng kiểu Mỹ. Chưa thử nhưng cố làm xem có ra gì không. Nếu thành công thì chuẩn bị cho con mấy bữa. Dạo quanh gian đồ lạnh, nhìn vào trong, mẹ thò tay định lấy cây kem sô-cô-la. Tự dưng thấy tim mình thắt lại. Mẹ nhớ con gái chiều nào đó với ánh mắt thiết tha. Mẹ ơi, con ăn một cây kem được không? Mẹ khóc, mẹ thương nó luôn, thích ăn kem mà phải sợ mẹ không dám ăn trước mặt. Cái buổi chiều mới đây thôi, mẹ thương quá. Nên mẹ nghĩ con gái không được ăn, mình cũng sẽ không ăn. Không cớ gì làm mẹ, quyền gì cũng có thì cái gì cũng làm được. Thương con gái thèm thuồng mà mẹ cũng nhất quyết không ăn. Mẹ lướt qua đó với cảm giác lòng dạ nặng nề, nỗi nhớ con, mẹ thương yêu con. Cuối cùng mẹ mang về táo, nho, dâu và hộp nhỏ đồ ăn cho Nicky. Tối quá và nguy hiểm nhiều vì đoạn đường từ nhà ra đây vắng vẻ. Thỉnh thoảng lại đi ngang mấy quán rượu toàn mấy người say xỉn. Mẹ hại quá bút cái Uber đến nhà có 5 phút. Giờ ngồi đây ngắm đôi dép xanh xanh còn mang mà nhớ thắt gàng thắt ruột. Mẹ, Houston ngày lạnh. Được biết con gái Hiền Thục sắp tròn 17 tuổi. Nhưng nữ ca sĩ tiết lộ thì không lâu nữa, con gái cô sẽ rời Việt Nam sang nước ngoài du học. Dẫu vậy, ở tuổi 38, bà mẹ đơn thân vẫn chưa có ý định thêm bước nữa mà ở phải chăm lo cho con gái trưởng thành.